6 phát minh tuyệt vời dành cho bạn nào đi xe đạp cũng nên mua. Top bí ẩn xin chào các bạn. Các bạn thấy qua xe đạp đi trong mưa với chiếc đèn LED hay chiếc ô chưa? Bạn chỉ cần đeo găng tay phát sáng thì chiếc xe đạp của bạn sẽ phát ra đèn tín hiệu xi nhan. Chỉ cần bạn đưa tay ra theo hướng muốn rẽ. Vậy thì hôm nay, Top bí ẩn sẽ giới thiệu cho các bạn một số phát minh tuyệt vời dành cho người đi xe đạp nhé. Đèn LED đi đêm không lo thấm nước. Đèn LED siêu sáng và mềm, được làm bằng vật liệu silicon. Bạn có thể gắn trên xe đạp bất cứ nơi nào bạn muốn chỉ trong vài giây. Chẳng hạn như gắn trên yên sau xe, như đèn tín hiệu cảnh báo, hoặc có thể treo trên ba lô, hay các vật khác. Rất hữu ích và an toàn khi đi trong đêm tối. Với thiết kế không thấm nước, bạn có thể đạp xe an toàn vào ban đêm, ngay cả khi trời mưa, và bạn cũng không cần phải tháo gỡ nó mỗi khi rửa xe. Bạn chỉ cần nhấn nút công tắc thì chiếc đèn sẽ ngay lập tức sáng lên. Thật dễ sử dụng phải không nào? Đi xe đạp không nhất thiết cứ phải mặc áo mưa. Với thiết kế độc đáo dành riêng cho người đi xe đạp khi đang bị mắc mưa, nay đã có một chiếc ô kéo dài kết nối với phần khung xe đạp và có thêm một mũi xe. Trên chiếc ô được thiết kế với một lỗ hõm dành cho người đi xe đạp. Điều đáng nói ở đây là nó không hề gây cản trở tầm nhìn của người chạy. Ngoài ra, không gian giữa ô và cơ thể có thể đảm bảo sự tự do di chuyển và ngăn không cho mồ hôi ra quá nhiều trong quá trình đang đạp xe. Chiếc ô kính có thể được cố định vào khung xe đạp với hai dây đai Velcro, nên người đi xe đạp có thể hoàn toàn yên tâm vì nó sẽ không quá cồng kềnh khi mang theo. Cả nam và nữ đều có thể sử dụng chiếc ô xe đạp một cách dễ dàng và nhanh chóng. 3. Bàn đạp trên tay lái. Tricycle cho phép toàn bộ cơ thể của bạn được tập luyện cơ bắp một cách tiện nghi bằng cách sử dụng sự kết hợp của cả tay và chân. Bằng cách đạp bằng cả hai tay và chân, bạn có thể tránh quay bánh xe do điều kiện đường trơn trượt khi bạn đẩy mình về phía trước bằng cả hai chân và cánh tay cùng một lúc. Bạn sẽ được hưởng lợi từ việc tăng sức mạnh cần thiết cho chạy nước rút. Sử dụng tricycle như một chiếc xe đạp thông thường bằng cách đạp bằng chân của bạn. Tiếp tục với cánh tay của bạn để chân nghỉ ngơi. Vì được đúc ra từ sợi carbon, các tay quay có trọng lượng siêu nhẹ và siêu mạnh cho hiệu suất tối ưu, đáng tin cậy. Tricycle còn đi kèm với 8 bánh răng trên mỗi hệ thống truyền động, cho phép bạn điều chỉnh tùy ý để phù hợp với nhu cầu và điều kiện lái xe của bạn. Phanh được đặt trên tay cầm cho cả phanh trước và sau, bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. 4. Hộp số siêu cấp đa năng. Hộp số có trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn với những điểm mạnh được kể đến sau đây: chuyển động tức thì và trơn tru trong mọi tình huống, chuyển bánh răng dưới tải, không đạp hoặc thậm chí dừng lại, độ tin cậy của việc truyền tải, mức độ bảo trì thấp, khối lượng trung tâm thấp, trọng lượng không mong muốn được giảm cho chuyến đi ổn định hơn, bền vững hơn và tăng khả năng đáp ứng hệ thống treo, tăng cường giải phóng mặt bằng. 5. Biến xe đạp thành xe đạp điện. Nâng cấp chiếc xe đạp thông thường của bạn lên một chiếc xe đạp chạy bằng điện. Tùy chọn bằng cách hoán đổi bánh trước thông thường của bạn cho bánh xe Geo Orbital. Quá trình cài đặt không yêu cầu quá nhiều dụng cụ và chỉ mất 60 giây để thực hiện nó. Đầu tiên là bánh xe Geo Orbital được phát triển bởi các kỹ sư từ SpaceX. Thiết kế đột phá của nó là mạnh mẽ nhất, giá cả phải chăng, dễ sử dụng và dễ lắp ráp. Không cần phải phụ thuộc vào điện thoại thông minh của bạn, chỉ cần kẹp trên van tiết lưu và sử dụng nó như một bàn đạp ga. Bạn càng nhấn càng nhanh càng tốt. Động cơ điện 750W đặt ra nhiều quyền lực hơn một tay đua xe đạp Olympic. Bánh xe Geo Orbital còn có 3 kiểu dáng để phù hợp hơn với 99% tất cả xe đạp cỡ lớn. Hoán đổi bánh trước cũ cho một chiếc bánh xe thế kỷ 21 hoàn chỉnh bằng pin và động cơ thật tuyệt vời phải không nào? 6. Găng tay phát sáng. Các tấm kim loại được ấn vào ngón tay trỏ và các phần ngón tay cái của găng tay. Những tấm kim loại này được đệm vào bên trong và tạo ra cảm giác chắc chắn khi đeo trên tay. Nhấn các tấm kim loại này với nhau thì đèn sẽ bắt đầu nhấp nháy và nó sẽ nhấp nháy cho đến khi các tấm kim loại ấy được nhả ra. Khi phát sáng, chiếc găng tay đóng vai trò như tín hiệu xi nhan như bất kỳ chiếc xe nào khác trên đường. Đơn giản, chỉ cần mở rộng cánh tay của bạn ra theo hướng bạn muốn rẽ và sau đó nó sẽ tự kích hoạt trên bảng điều khiển ánh sáng. Vì khi đó, đèn LED sáng bất ngờ lên, nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài ra, găng tay này đủ cứng để giặt trong máy giặt của bạn.
sau đó phơi cho khô như quần áo bình thường. Nhưng đừng vì ngay cứng mà bạn phải lo lắng. Đơn giản là những người sáng lập đã thêm những loại vải da thoải mái, một chiếc khăn thấm nước xung quanh ngón tay cái, trang trí phản chiếu retro và vải thun thoáng khí trong suốt. Găng tay mới đã được cải thiện để có thêm 4 lần năng lượng so với thiết kế trước đây. Điều đó có nghĩa là bạn phải sử dụng vừa phải 6 tuần trước khi đeo găng tay. Khi găng tay cần được sạc lại, chỉ cần cắm cáp micro USB đi kèm vào ổ cắm USB bên trong găng tay. Sau 1 giờ, găng tay phát sáng sẽ được sạc 70% và sau 4 giờ, nó sẽ đạt 100%. Bạn thấy những phát minh trên thật độc lạ và cũng thật tuyệt vời phải không nào? Bạn muốn sở hữu ngay phát minh nào thì hãy comment phía dưới để chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Nếu bạn có biết đến những phát minh khác hay hơn thì vui lòng để lại bình luận để tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.